Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn nha, lại là mình đây. Hello, xin chào các bạn, mình là mình đây. Hello, xin chào tất cả các bạn. Đây các bạn ạ, đây là khách mời nhí hôm nay các bạn ạ. Đây, mời em giới thiệu một tí nào. Em tên Trường Sơn ạ, đến từ Nghệ An. Khách mời của em Mô Cành Vlog. Vâng, các bạn ạ. Đây, hôm nay sẽ có một khách nhí rất đặc sắc. Mời em cười một tràng cười cho sẵn khán giả xem nào. Đấy các bạn, rất tươi. Rồi các bạn, hôm nay bọn mình sẽ giới thiệu về món ăn rất là hợp lý các bạn. Đây là tất cả đồ để hôm nay bọn mình làm. Đây các bạn ạ, đây là món ăn hôm nay. Bên đi là có một cái món tôm tịt nha các bạn. Tôm này bọn mình sẽ làm tôm răng me, tôm tịt răng me nha. Và đây là chân giò bọn mình sẽ để nguyên và nướng. Tất cả đã được làm sạch sẽ các bạn. Rồi, bây giờ bọn mình cùng bắt đầu làm. Đây các bạn, lần đầu tiên mình hôm nay mình sẽ làm đầu bếp chính. Đầu tiên là mình sẽ lắp tỏi nha các bạn. Đây là tất cả nguyên liệu hôm nay các bạn. Để làm món tôm răng me thì tất cả đây là tất cả nguyên liệu. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu rán tôm. Giờ mình sẽ đổ tôm vào các bạn ạ, để chiên giòn. Chỉnh xong thì mình sẽ vớt ra các bạn ạ. Thơm rồi các bạn ạ. Mình sẽ cho tỏi vào nha các bạn. Vì tỏi thơm lên rồi, tiếp theo mình sẽ cho cà chua. Tiếp theo mình sẽ cho sốt me vào. Đầu tiên cho mì chính vào các bạn ạ. Xong rồi cho thêm tỉ súp. Ôi nó đoàn nên nó cắt chứ. Nhưng mà chưa quay. Xong rồi cho đường vào.
cùng mình cho tôm vào nha các bạn. Trang trí rồi, bây giờ mình bỏ tôm tỉ lên các bạn. Bây giờ sẽ trang trí tôm lên các bạn. Nhìn có bản mặt cả các bạn. Rất đẹp các bạn. Từ khi để ra thì mình chưa được nhìn thấy con tôm tỉ nó nằm ở trên móng này các bạn. Rất là đẹp mắt các bạn. Đây các bạn, bây giờ sẽ bắt đầu nướng chân giò. Đã hoàn thành. Giờ bọn mình sẽ trứng lên mâm luôn. Bánh như nước ra là rồi. Để tỏ ra. Quá tuyệt vời luôn. Quá tuyệt vời các bạn. Rồi bây giờ bọn mình sẽ đem ra thưởng thức các bạn. Chiên em nó. Đây các bạn ạ. Đã hoàn thành. Bây giờ sẽ cùng nhau thưởng thức các bạn. Đấy, mời mọi người ngồi xuống. Hôm nay chỗ rất đặc sắc các bạn ạ. Nhìn hấp dẫn. Đẹp quá các bạn.
thơm ngon các bạn ơi. Đây là chân giò. Rồi, xin mời tất cả các bạn cùng thưởng thức. Từng người thưởng thức một xem nào. Mời các bạn nhá. Nhìn thơm lắm các bạn ạ. Gia vị vừa đủ, quá là tuyệt vời. Ăn xoắn lưỡi. Rồi, tiếp tục mời khách mời của bọn mình hôm nay các bạn ạ. Đây là khách mời nhí. Mời các bạn. Mời các bạn nhá. Cảm giác thế nào? Ngon. Từ khi tôi để ra dừ mà chưa ăn được miếng tôm ngon như vậy. Wow, ngon rồi các bạn ạ. Bây giờ để lượt mình nha các bạn. Mời tất cả các bạn nhá. Giá vị vừa đủ để vừa miệng các bạn ạ. Nói chung không biết nói gì ngoài quả tuyệt vời. Đây các bạn, rất ngon các bạn ạ. Rồi mời người tiếp theo. Đây. Mời nghe nhá. Quá ngon. Đây là chân giò nha các bạn. Bạn này thưởng thức chân giò. Rất ngon các bạn. Ngon quá các bạn. Chân giò ở ngoài mau nó tuổi tuổi vậy chứ nó giòn lắm các bạn. Không phải chảy nhá. Ăn con này giống con tôm các bạn ạ. Ăn những món này kèm thêm dưa chuột với rau sống là quá tuyệt vời luôn. Ở đấy ở mình gọi là tôm tịt, nhưng ở những nơi khác gọi là BB các bạn. Đấy là BB sột sột mé nhá các bạn. BB răng mé. Rất là hấp dẫn các bạn. Chân giò từ lúc trước đến giờ đã ăn món chân giò nào nướng thế này chưa? Rồi, và tôi cũng đã được ăn và giờ tôi sẽ thưởng thức nha các bạn. Ngon các bạn. Dạ, ngon. Ngon các bạn. Thấy chưa? Mời mời khách mời của mình cười một phát xem nào. Ngon, tuyệt vời. Ngon các bạn ạ. Mình mời các bạn dùng thử chín giò nhé. Quá hấp dẫn luôn. Đây các bạn ạ. Đây là một con tôm. Rất là ngon. Con này là nước chấm thanh thành của bọn mình nha các bạn. Chặt răng, răng đau nữa. Nhìn hàm răng đẹp không các bạn? Rất ngon các bạn. Răng như kiểu mà cái lược luôn các bạn. Khách mời hôm nay rất sướng các bạn. Được ăn nguyên cả cái chân giò. Ôi, rất dai các bạn. Cảm giác lắm. Ngon. Ngon các bạn ạ. Đừng phải từng thở thịt nha các bạn. Ôi dai. Mình thắng cầm luôn. Thôi dắt thắng rồi. Ngon các bạn ơi. Cái gì dai quá các bạn ạ. Đây là gân nha các bạn. Thử ăn gân thử xem nào.
dai. Cái này ăn xong rồi về đem xương về nấu chảo nha các bạn. Về đem về để hâm chảo. Đức hôm nay cảm thấy mệt mệt các bạn, không thể ăn. Không quá chứ. Mời các bạn nha. Mời các bạn nha. Giòn lim. Các bạn coi ra mà cái này không thấy gặm được, da cũng không cắt được các bạn ạ. Trời ơi. Đây các bạn, ta ăn mắm nữa các bạn ạ. Đây là còn lại những gì hiện tại nữa. Bây giờ bọn mình sẽ đem cái này về và hâm chảo để lấy tất cả những gì còn lại. Cái này mình nghĩ là về đục bồng với bỏ giấy đeo vào cổ được các bạn ạ. Đúng không? Đỉnh bạc các bạn. Hợp lý luôn. Các bạn có một đeo răng lớn chưa? Đấy, mình đeo cả chân lớn các bạn. Đây các bạn, ta nè các bạn. Thôi chắc mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn ạ. Các bạn nhớ ủng hộ kênh bọn mình nhé. Xin chào tất cả các bạn nhá. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn nhá. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và ủng hộ giúp mình nhá. Rồi. Xin chào tất cả các bạn nhá. Bye. Bye.